Căng thẳng giữa Trung Quốc và phương Tây vẫn tiếp tục có những diễn tiến mới. Gần đây tại hội nghị quốc tế ở Đan Mạch, phương Tây gọi Trung Quốc là mối đe dọa toàn cầu. Một diễn biến khác tại quốc gia đang chìm trong khủng hoảng là Venezuela. Sau khi lãnh đạo đối lập Guaido muốn đàm phán để tiến tới xóa bỏ cấm vận, Tổng thống Maduro đã gọi đề xuất của ông Guaido là ngây thơ và con nít. Trong khi đó, tại khu vực Trung Đông dồn dập với những diễn biến, Thổ Nhĩ Kỳ và Ả Rập Xê Út muốn giải quyết các bất đồng. Nỗ lực hòa bình của Mỹ trở nên nhạt nhòa trước bạo lực leo thang tại Yemen. Thủ tướng Áo lên tiếng ủng hộ Israel trong cuộc xung đột đang diễn ra. Các thông tin đáng chú ý khác, kỷ vật của Napoleon được trưng bày tại Mỹ. Người dân Ấn Độ vật lộn kiếm sống trong bối cảnh Covid-19. Giáo sư Trung Quốc đề xuất thưởng tiền nhằm gia tăng tỷ lệ sinh đẻ. Tất cả sẽ có trong FBNC Thế giới hôm nay. Ngọc Mai xin kính chào quý vị khán giả, quý vị đang theo dõi chương trình Thế giới hôm nay. Thưa quý vị, Hội nghị Thượng đỉnh Dân chủ Copenhagen năm 2021 vừa kết thúc tại thủ đô của Đan Mạch. Trong hai ngày làm việc 10 và 11 tháng 5, tất cả các đại biểu tham dự đều đồng ý với hai quan điểm. Thứ nhất, thế giới cần sự lãnh đạo toàn cầu của Mỹ. Và thứ hai, Trung Quốc đang nổi lên như một mối đe dọa với tất cả phần còn lại của trái đất. Hội nghị Thượng đỉnh Dân chủ tại Đan Mạch năm nay đặc biệt có sự góp mặt của lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn. Sự có mặt của bà Thái chắc chắn sẽ giúp gia tăng vị thế của hòn đảo này trên trường quốc tế. Nhưng cũng như mọi khi, Trung Quốc vô cùng tức giận và phản đối kịch liệt. Phát biểu tại hội nghị, Ngoại trưởng Đan Mạch Jeppe Kofod nói các nước phương Tây cần một chiến lược an ninh và ngoại giao mới với Trung Quốc. Các lệnh trừng phạt của Trung Quốc lên EU trong thời gian qua là không thể chấp nhận được. Ông kêu gọi chúng ta cần phải đoàn kết hơn, phản ứng nhanh hơn và mạnh mẽ hơn, nhất là trong việc bảo vệ quyền con người. Ông muốn nhắc đến thời gian qua EU và Trung Quốc đã tiến hành trừng phạt qua lại liên quan đến vấn đề Trung Quốc đàn áp người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương. Quan hệ Trung Quốc-Đan Mạch đã tụt dốc kể từ năm 2009 khi thủ tướng nước này đón tiếp lãnh đạo tinh thần của Tây Tạng là Đức Đạt La Lạt Ma. Thời gian qua, Đan Mạch cũng chỉ trích Trung Quốc về các chính sách liên quan đến đàn áp người yêu nước ở Hồng Kông. Phát biểu tại hội nghị, lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn nói, chúng tôi đã đi qua những chặng đường dài và nhận ra giá trị của nền dân chủ mà chúng tôi đang có. Chúng tôi sẽ không bao giờ đầu hàng trước áp lực. Cựu Thủ tướng Đan Mạch cũng là Tổng thư ký NATO Rasmussen phát biểu tại hội nghị, cho biết, chúng ta cần kiên định với vai trò lãnh đạo toàn cầu của Mỹ. Lịch sử đã chứng minh, khi Mỹ rút lui sẽ để lại khoảng trống, thì những kẻ xấu sẽ lấp vào. Đó là điều chúng ta nhìn thấy trong những năm gần đây, khi nhiều nhà độc tài mới ra đời. Chúng ta cần Mỹ nắm vai trò lãnh đạo và xây dựng liên minh dân chủ trên toàn thế giới. Được biết, cuối năm 2021, Tổng thống Mỹ Joe Biden cũng sẽ tổ chức hội nghị thượng đỉnh các nền dân chủ toàn cầu nhằm quy tụ liên minh nhằm đối phó với Trung Quốc và Nga. Sau khi hội nghị tại thủ đô Đan Mạch năm nay kết thúc, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh đã gọi hội nghị này là một trò hề để tập hợp chống Trung Quốc. Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro mới đây đã chỉ trích lãnh đạo đối lập Juan Guaido là cù non và ngây thơ. Trước đó, ông Guaido đưa ra đề xuất các biện pháp cấm vận của phương Tây sẽ được dỡ bỏ song song với các cuộc bầu cử tự do và công bằng diễn ra. Thời gian gần đây, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro có những tín hiệu muốn cải thiện quan hệ với Mỹ dưới thời Tổng thống Joe Biden. Trước đó, dưới thời cựu Tổng thống Donald Trump, quan hệ hai nước đã rơi tự do và Washington áp đặt nhiều lệnh cấm vận lên quốc gia nhiều dầu mỏ nhất Nam Mỹ này. Chính quyền của Tổng thống Trump cho rằng chính phủ Venezuela dưới thời ông Maduro yếu kém trong quản lý kinh tế, tàn nhẫn với nhân dân và với những người bất đồng chính kiến. Đáp lại những tín hiệu muốn cải thiện quan hệ với Mỹ của ông Maduro, chính quyền của ông Joe Biden không đồng ý nhưng cũng không phản đối, có thể sẽ bật đèn xanh trong những ngày sắp tới. Thời gian qua, khủng hoảng kinh tế tại Venezuela ngày càng nghiêm trọng do các hậu quả tiêu cực từ Covid-19. Mới đây, trên trang Twitter, lãnh đạo đối lập của Venezuela là ông Guaido, người được Mỹ và hàng chục quốc gia khác công nhận là lãnh đạo hợp pháp của Venezuela, đã đưa ra gợi ý, theo đó các biện pháp cấm vận sẽ được gỡ bỏ để giúp Venezuela thoát khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế, y tế và chính trị tồi tệ như hiện nay. Đổi lại, ông Maduro phải tiến hành những cuộc bầu cử công bằng và dân chủ. Tổng thống Maduro lập tức chỉ trích kế hoạch trên của ông Guaido, gọi ông này là ngây thơ và đang tuyệt vọng để được đàm phán nhằm chia sẻ quyền lực. Venezuela từng là quốc gia thịnh vượng nhất nhì châu Mỹ Latin vào những năm 80 của thế kỷ trước.
Tuy nhiên, dưới thời cựu tổng thống Hugo Chavez, Venezuela quyết định đi theo con đường cánh tả cực đoan đã khiến nền kinh tế nhanh chóng bị phá hủy do áp dụng các chính sách phản khoa học như kinh tế tập trung, quốc hữu hóa các doanh nghiệp dầu khí và phân bổ lại an sinh xã hội. Tổng thống Maduro hiện tại là người kế nhiệm cố tổng thống Hugo Chavez. Thưa quý vị, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ đang đi thăm và có cuộc gặp với các quan chức Ả Rập Xê Út. Đây là chuyến thăm cấp cao đầu tiên từ Thổ Nhĩ Kỳ sau khi quan hệ hai nước gặp nhiều rạn nứt trong thời gian vừa qua. Năm 2018, Thái tử Ả Rập Xê Út đã ra lệnh cho các nhân viên tình báo nước này hạ sát nhà báo bất đồng chính kiến Khashoggi ngay tại Istanbul. Sự việc đã đẩy hai nước vào tình trạng căng thẳng suốt từ đó đến nay. Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu nói với các phóng viên sau cuộc gặp rằng: "Chúng tôi đã thảo luận một cách cởi mở và tôn trọng trên nhiều lĩnh vực để cải thiện quan hệ hai nước. Đâu là vấn đề và đâu là cách giải quyết? Chúng tôi quyết định là sẽ tiếp tục đối thoại." Bên cạnh đó, hai nước cũng trao đổi về tình hình khu vực cùng quan tâm như vấn đề hạt nhân Iran và căng thẳng Israel-Palestine những ngày qua. Về vấn đề Hamas bắn rocket sang Israel và Israel trả đũa bằng các vụ không kích, Ngoại trưởng Cavusoglu nói: "Không nên có bạo lực cho tình huống này. Các hoạt động tấn công qua lại phải dừng lại. Chúng ta phải bảo vệ dân thường Palestine." Xung đột tại Yemen đã gây ra một trong những cuộc khủng hoảng tồi tệ nhất thế giới, và Tổng thống Mỹ Joe Biden từng tuyên bố coi việc chấm dứt bạo lực là một trong những ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của ông. Tuy nhiên, những gì mà Mỹ đã thực hiện thật sự chưa đạt được kết quả như kỳ vọng. Tại các trại dành cho người di tản bên ngoài thành phố Madrid của Yemen, nhiều người đã buộc phải chạy trốn khỏi các cuộc giao tranh diễn ra nơi sinh sống, và họ đang rất trông cậy vào Mỹ sẽ giúp tạo ra một thỏa thuận hòa bình nhằm chấm dứt kéo dài 7 năm tại đất nước này. Tuy nhiên, ở vòng đàm phán mới nhất, Mỹ đã thất bại trong việc thuyết phục các lực lượng đối lập trong khu vực gồm Ả Rập Xê Út và Iran phải nhượng bộ. Trước đó, các quan chức Mỹ bao gồm đặc phái viên tại Yemen là ông Tim Lanenkin đã tham gia một số cuộc họp với đại diện đến từ Ả Rập Xê Út, Oman và Yemen trong 2 tuần qua. Tại Yemen, hơn 100.000 người đã thiệt mạng trong các cuộc chiến tranh, hầu hết là dân thường. Hàng triệu người Yemen đang trong cuộc khủng hoảng nhân đạo tồi tệ nhất và phải sống dựa vào các khoản hỗ trợ từ nước ngoài. Hôm qua ngày 12 tháng 5, Thủ tướng Áo Sebastian Kurz đã lên án mạnh mẽ các cuộc tấn công bằng tên lửa nhằm vào Israel. Theo ông, những hành động đó đã khiến cho tình hình ở Israel cũng như khu vực trở nên tồi tệ. Ông Kurz cho rằng Israel có quyền tự bảo vệ mình trước những cuộc tấn công và hy vọng các hành động bạo lực chống lại Israel cần phải được chấm dứt ngay lập tức. Cùng ngày, Israel đã thực hiện hàng trăm cuộc không kích vào dải Gaza sau khi nhóm Hồi giáo cực đoan Hamas và các chiến binh Palestine tiếp tục bắn loạt tên lửa vào biên giới thành phố Tel Aviv và Beersheba của Israel. Ít nhất 40 người đã thiệt mạng trong các cuộc đáp trả đầy gay gắt căng thẳng đến từ hai bên. Đây được xem là cuộc tấn công nặng nề nhất giữa Israel và lực lượng Hamas kể từ cuộc chiến năm 2014. Mới đây, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA cho biết Iran đã làm giàu uranium lên tới 63%, cao hơn con số 60% mà Tehran đã công bố. Vào tháng 4, Iran đã bắt đầu quá trình làm giàu uranium ở mức tinh khiết 60% thông qua việc nạp nguyên liệu uranium fluoro 6 vào các máy ly tâm IR-4 và IR-6 tại nhà máy làm giàu nhiên liệu ở cơ sở hạt nhân Natanz. Động thái này của Tehran khiến cho các cuộc đối thoại nhằm khôi phục thỏa thuận hạt nhân giữa Iran và các cường quốc thế giới trở nên khó khăn khi Iran tăng độ làm giàu uranium lên tới 63%, vượt xa với con số 3,67% mà nước này đã cam kết trong thỏa thuận. Quý vị thân mến, ảnh hưởng của sự bùng phát toàn cầu, đại dịch COVID-19 đã khiến nền kinh tế Philippines trong quý đầu tiên của năm 2021 tiếp tục sụt giảm nhiều hơn dự kiến, khi nước này chứng kiến lần sụt giảm GDP trong quý thứ năm liên tiếp. Dữ liệu thống kê được công bố mới đây cho thấy tổng sản phẩm quốc nội GDP Philippines đã giảm 4,2% trong quý 1 so với cùng kỳ năm ngoái. Đây cũng là quý thứ 5 liên tiếp GDP của đất nước này suy giảm. Các biện pháp hạn chế nhằm ứng phó với đại dịch COVID-19 và sự chi tiêu chậm chạp của người tiêu dùng là những nguyên nhân tác động đến sự suy giảm GDP cũng như gây tổn thương đến các ngành công nghiệp chính như xây dựng và dịch vụ. Theo thư ký của Cơ quan Kinh tế và Phát triển Quốc gia, nền kinh tế của Philippines đang dần được cải thiện và có thể sớm được phục hồi nếu chính phủ tăng tốc độ triển khai vaccine COVID-19. Tuy nhiên, một số người đang tỏ ra quan ngại rằng tình trạng suy thoái kéo dài do đại dịch tại Philippines chưa có dấu hiệu kết thúc, khi tỷ lệ thất nghiệp của nước này vẫn ở mức cao với 7,1% được ghi nhận vào tháng 3 vừa qua. 4/5 các cựu tổng thống Mỹ còn sống cùng với tổng thống đương nhiệm Joe Biden đã tham gia kỷ niệm lần 75 sinh nhật của CARE, tổ chức toàn cầu chống đói nghèo, thông qua một sự kiện trực tuyến. Họ cũng kêu gọi mọi người quyên góp tiền cho các tổ chức nhân đạo để trợ giúp những người gặp thảm cảnh do COVID-19.
Cựu Tổng thống Barack Obama phát biểu tại sự kiện cho biết, chúng ta có thể giúp đỡ người khác cũng như làm mới lại bản thân bằng cách trợ giúp các sứ mệnh của CARE như cứu mạng sống người mắc bệnh hiểm nghèo, chống đói kém và trợ giúp các vấn đề phát triển pháp lý xã hội. Cựu Tổng thống George Bush và Bill Clinton thì nhắc lại hồi còn đương chức, họ đã tương tác với CARE như thế nào. Ông Bush nói, khi nội các của tôi bắt tay thực hiện kế hoạch khẩn cấp trợ giúp người mắc HIV/AIDS vào năm 2003, CARE đã trợ giúp như một đối tác hữu hiệu nhằm cứu sống hàng ngàn sinh mạng trên khắp cả nước. Tôi tin rằng chính sách tốt nhất của một chính quyền là sự nhân đạo đến từ trái tim người Mỹ. CARE thực sự đóng vai trò như một đại sứ lan truyền điều đó đến mọi nơi trên toàn cầu. Lễ kỷ niệm trực tuyến 75 tuổi của CARE năm nay được phát sóng trực tiếp trên website và người dẫn chương trình là diễn viên nổi tiếng Whoopi Goldberg. Thưa quý vị, cuối tuần này, các tình nguyện viên sẽ bắt tay vào thu hoạch cà phê ở một trong những trang trại cà phê lớn nhất thế giới, nằm trong một trung tâm nghiên cứu nông nghiệp mang tên Instituto Biológico tại thành phố São Paulo của Brazil. Nhóm tình nguyện viên đã rất ngạc nhiên trước khung cảnh rộng lớn của trang trại và không thể tin rằng có một đồn điền cà phê như vậy trong thành phố. Được thành lập trong một chiến dịch nhằm chống lại loại bỏ cánh cứng, phá hoại cây cà phê, trung tâm 93 tuổi này vẫn tiếp tục nghiên cứu những sinh vật gây hại cho nông nghiệp và quyên góp 600 kg mỗi năm cho các tổ chức từ thiện. Vào mùa thu hoạch các năm trước, trung tâm thu hút hơn 1.500 lượt khách tới tham quan. Tuy nhiên trong năm nay, lãnh đạo trung tâm quyết định chỉ mời một nhóm nhỏ tình nguyện viên tới đây do các lo ngại về đại dịch COVID-19. Tại một buổi đấu giá ở Thụy Sĩ hôm thứ Ba, ngày 11 tháng 5 vừa qua, một chiếc vương miện bằng kim cương và ngọc trai được truyền qua nhiều thế hệ của Hoàng gia Ý đã được bán với giá hơn 1,6 triệu đô la Mỹ. Theo nhà đấu giá Sotheby's, mức giá này là một trong những mức giá cao nhất mà một chiếc vương miện đạt được trong những năm gần đây. Chiếc vương miện có niên đại từ nửa sau thế kỷ 19 là món quà cưới dành cho bà Maria Vittoria Pozzo với ông Amadeo vào năm 1867, người mà sau này trở thành vua Tây Ban Nha. Thưa quý vị, tiếp tục là tin tức liên quan đến những kỳ vật của hoàng đế Napoleon. Khi mới đây, một chiếc sơ mi được Napoleon mặc trong thời gian lưu vong trên đảo St. Helena ở Nam Đại Tây Dương cùng một bức thư ông viết bằng tiếng Anh đã được trưng bày tại một bảo tàng ở Bỉ trước khi chúng được bán đấu giá tại Anh vào cuối năm nay. Bảo tàng Waterloo của Bỉ đã trưng bày những kỷ vật của hoàng đế Napoleon, gồm một chiếc áo được Napoleon mặc trong thời gian bị giam cầm ở đảo Helena thuộc phía Nam Đại Tây Dương và một bức thư viết bằng tiếng Anh của ông. Những kỷ vật này được nhiều người trong giới đấu giá cho rằng sẽ giúp làm sáng tỏ cái chết của Napoleon. Chúng dự kiến sẽ được đấu giá tại Anh vào ngày 27 tháng 10 sắp tới. Theo người phụ trách triển lãm của bảo tàng Waterloo, bức thư viết bằng tiếng Anh được trưng bày chỉ là một trong số ít bức thư Napoleon viết bằng tiếng Anh còn sót lại. Nó được dự đoán sẽ đạt giá cao nhất trong buổi đấu giá ở Anh. Được biết, trước khi sống lưu vong tại đảo Helena, ông không thể viết hoặc nói tiếng Anh. Napoleon đã học ngôn ngữ này thông qua người thư ký của ông ấy. Quý vị thân mến, mới đây, nữ hoàng Anh Elizabeth đã trở lại thực hiện các nhiệm vụ hoàng gia của mình kể từ sau khi hoàng thân Philip, người chồng gắn bó cùng bà hơn 70 năm, qua đời. Vào ngày 11 tháng 5, nữ hoàng Anh đã bắt đầu một phiên họp quốc hội mới bằng một bài phát biểu về những ưu tiên của chính phủ liên quan đến các vấn đề lập pháp. Được biết, phiên họp mới nhất đã được thu nhỏ với số lượng người tham gia ít hơn nhiều so với bình thường vì những lo ngại về đại dịch COVID-19. Ngoài sự tham gia của nữ hoàng Anh, thái tử Charles cùng với vợ là bà Camilla cũng xuất hiện tại phiên họp này. Tại Ấn Độ, cuộc sống của người dân tiếp tục bị đảo lộn trong bối cảnh chính phủ thực hiện các biện pháp phong tỏa ở nhiều khu vực nhằm hạn chế làn sóng bùng phát COVID-19 thứ hai ở nước này. Họ không chỉ đối mặt với đại dịch mà còn cả với nghèo khó khi giá hàng hóa đang tăng lên chóng mặt. Cuộc sống của người dân Ấn Độ đã bị ảnh hưởng nặng nề trước sự đe dọa của đại dịch cũng như sức ép của các lệnh đóng phong tỏa của chính phủ nước này. Do đợt lây lan COVID-19 mới nhất tại Ấn Độ vẫn còn nghiêm trọng với số ca lây nhiễm mới được ghi nhận trong 24 giờ là gần 330.000 trường hợp vào ngày 12 tháng 5. Chính phủ nước này đã áp dụng các lệnh phong tỏa cũng như giới nghiêm ở nhiều khu vực. Thủ đô New Delhi mới đây đã gia hạn lệnh phong tỏa thêm một lần nữa. Để đối phó với làn sóng lây nhiễm thứ hai, người dân Ấn Độ đã tìm cách để vật lộn kiếm sống mỗi ngày. Nhưng bây giờ, mọi thứ trở nên khó khăn hơn rất nhiều đối với họ khi giá hàng hóa đang tăng lên và thu nhập của người dân thì bị sụt giảm. Những người nghèo như chúng tôi phải biết đối phó như thế nào với cuộc sống ngày càng khó khăn hơn. Tôi chỉ kiếm được khoảng 5,5 đô la mỗi ngày, nhưng tôi phải mua thực phẩm với giá rất cao so với trước đây. Mặc dù chính phủ Ấn Độ cũng như chính quyền địa phương đã áp dụng một số chương trình lương thực khẩn cấp, nhưng hiện nay người dân tại nhiều nơi ở Ấn Độ phải chịu áp lực rất lớn trong việc kiếm sống hàng ngày.
Thưa quý vị, vào ngày 11 tháng 5 vừa qua, người dân ở thủ đô Dhaka ở Bangladesh đã bắt đầu đổ xô về quê nhân dịp lễ Eid al-Fitr, lễ hội kết thúc tháng Ramadan của Hồi giáo, bất chấp các lệnh cấm di chuyển của chính phủ nước này đặt ra từ ngày 3 tháng 5. Hàng nghìn người Bangladesh đã đi bộ dọc theo con đường cao tốc để đến phà Mawa cách thủ đô Dhaka của nước này 60 km để trở về quê trong kỳ nghỉ lễ Eid al-Fitr. Trong bối cảnh đất nước vẫn áp đặt các lệnh cấm vận đường bộ, theo truyền thông địa phương, chính phủ đã đình chỉ tất cả các hình thức vận tải đường bộ như xe buýt và xe lửa kể từ ngày 3 tháng 5 như là một trong những nỗ lực nhằm hạn chế làn sóng lây lan của đại dịch Covid-19. Đối với phương tiện trên sông, các nhà chức trách cũng chỉ cho phép một số phà được hoạt động, đặc biệt là các phà vận chuyển xe cứu thương và xe tải chở hàng thiết yếu. Hôm thứ Bảy ngày 8 tháng 5 vừa qua, cơ quan y tế Bangladesh cho biết nước này đã ghi nhận trường hợp nhiễm biến thể kép Ấn Độ đầu tiên. Tại Trung Quốc, một giáo sư đã đề xuất chính phủ thưởng các cặp vợ chồng 156.000 đô la Mỹ, tương đương 3,5 tỷ đồng cho mỗi đứa trẻ sơ sinh. Đề xuất được đưa ra nhằm cải thiện tỷ lệ sinh đang giảm sút và sự già hóa dân số của Trung Quốc. Theo cuộc điều tra dân số mới nhất, dân số Trung Quốc đã tăng với tốc độ chậm nhất trong giai đoạn 2010 đến 2020. Cụ thể, trong năm 2020, dân số nước này đã tăng lên 1,412 tỷ người và số ca sinh mới là 12 triệu. Đây là năm thứ tư liên tiếp Trung Quốc ghi nhận số trẻ sơ sinh mới giảm. Trong video được đăng trên mạng xã hội Weibo, ông Liang Jianyang, giáo sư trường kinh tế Đại học Bắc Kinh cho rằng muốn tăng tỷ lệ sinh từ mức 1,3 hiện nay lên 2,1 sẽ tốn khoảng 10% GDP đất nước. Số tiền này tương đương với việc chi 156.000 đô la cho một trẻ sinh ra và có thể được phân phối với nhiều hình thức như tiền mặt, giảm thuế hoặc trợ cấp nhà ở. Chi phí này có thể sẽ được bù đắp bởi những đóng góp cho nền kinh tế trong tương lai của giới trẻ. Đề xuất này của giáo sư Liang đã thu hút nhiều ý kiến tranh luận của cộng đồng mạng. Nhiều người tranh cãi rằng liệu đó có phải là cách sử dụng hợp lý nguồn thu ngân sách nhà nước hay không, hay số tiền 156.000 đô la có đủ để trang trải chi phí giáo dục hay không. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Thế giới hôm nay. Ngọc Mai xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị khán giả. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo được phát sóng trên kênh FBNC.